hệ vi sinh đường ruột là một cộng đồng các vi khuẩn cư trú trong lòng ống tiêu hóa. Có hàng tỷ vi khuẩn sinh sống với khoảng 400 loài trong cộng đồng các vi sinh này. Hệ vi sinh vật đường ruột giúp tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, phòng tránh các bệnh liên quan đến tiêu hóa và đường ruột. Nhưng nếu mất cân bằng hệ vi sinh vật này sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm. Làm thế nào để cân bằng hệ sinh thái đường ruột? Phân biệt men tiêu hóa, men vi sinh như thế nào? Cùng chuyên gia về tiêu hóa tìm hiểu về những đặc điểm của hệ vi sinh đường ruột trong chương trình Sống khỏe hôm nay. Tỷ lệ vàng của hệ vi sinh vật trong đường ruột con người là 85% lợi khuẩn và 15% vi khuẩn gây hại. Nếu chúng ta luôn duy trì được tỷ lệ này thì hệ tiêu hóa sẽ hoạt động khỏe mạnh, giúp tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Vi khuẩn có lợi là các vi khuẩn có ích cho việc tiêu hóa thực phẩm. Vi khuẩn có hại là những vi khuẩn gây bệnh hoặc sẽ gây bệnh khi có cơ hội. Tuy vậy, chúng cũng không hoàn toàn có hại, bởi với những loại vi khuẩn có hại gây bệnh cơ hội, chúng chỉ gây bệnh khi có cơ hội đến. Còn bình thường, chúng vẫn hữu ích ở một mặt nào đó. Đặc điểm chung của các vi khuẩn có hại là chúng chủ yếu sinh sống ở đoạn cuối của ruột non và trong ruột già. Vì nhiều lý do khác nhau, tỷ lệ vàng của hệ vi sinh này có khi mất cân bằng dẫn đến cơ thể mắc nhiều bệnh khác nhau. Đối với trẻ em, mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Có nhiều tác nhân khiến hệ vi sinh này mất cân bằng, nhưng với trẻ nhỏ chủ yếu là do môi trường, chế độ ăn uống, dùng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi lẫn có hại, dẫn đến hệ vi sinh này mất cân bằng, gây ra các rối loạn về tiêu hóa. Thưa quý vị và các bạn, khó có ai tránh khỏi đôi lần bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vậy làm thế nào để có thể hạn chế tình trạng này và cách xử lý khi bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột là như thế nào? Chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hưng, trưởng khoa nội nhi tổng hợp 1 trung tâm nhi khoa bệnh viện Trung ương Huế để giải đáp những thắc mắc này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào và cảm ơn bác sĩ Thái Hưng đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, là như là chúng tôi đã đề cập thì hệ vi sinh đường ruột nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Và bác sĩ có thể nói rõ hơn về sự tồn tại của các loài vi khuẩn này và vai trò của từng loài là như thế nào ạ? Xin kính chào quý vị khán giả. Thì như chúng ta đã biết thì trong cơ thể chúng ta luôn luôn tồn tại hai cái hệ vi sinh, đó là hệ vi sinh có lợi và hệ vi sinh có hại. Thì cái số lượng hệ vi sinh đường ruột mà có lợi thì luôn luôn chiếm số lượng áp đảo so với hệ vi sinh có hại. Nhưng mà nói về đến sự mất cân bằng giữa vi sinh có lợi và vi sinh có hại thì nghe thì có vẻ chuyên khoa quá. Thì chúng tôi chỉ muốn hiểu đơn giản cho các bậc phụ huynh, nhất là các bậc phụ huynh là có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thì thường hay bị các cái dấu hiệu mà bị rối loạn tiêu hóa có liên quan đến cái hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta đề cập đến cái sự mất cân bằng thì bác sĩ có thể cho biết là cái sự tồn tại của những loài vi khuẩn này cũng như là vai trò của từng loài ạ? Ngày nay thì khoa học đã nghiên cứu được là trong cái cơ thể con người và đặc biệt là hệ tiêu hóa thì có tồn tại hàng trăm cái chủng loài vi khuẩn, virus và cái nấm men đường ruột. Trong cả trăm loài đó thì người ta phân loại ra từng các chi, các chủng và có 3 loài cơ bản là hay gặp nhất và người ta còn quan tâm nhiều nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển cũng như là bệnh tật của hệ tiêu hóa. Nói nôm na thì 3 loài đó thì chúng ta có thể biết cơ bản là có một cái loài ảnh hưởng đến sự tiêu hóa thức ăn, một loài thì ảnh hưởng đến sự phân hủy, một loại thì có thể ảnh hưởng nhiều đến cái biểu mô tế bào niêm mạc ruột. Đó là 3 chủng hệ vi sinh đường ruột mà chúng ta hay gặp nhất. Thì tôi không muốn nói chuyên sâu lắm về cái hệ này, nhưng mà chúng ta biết cái cơ bản như thế. Và 3 chủng vi sinh vật đường ruột có hại có lợi mà chúng ta đã được biết thì tác dụng của chúng thì rất là nhiều. Trong đó tác dụng mà nhiều nhất, ảnh hưởng nhất đó là đến cái đường tiêu hóa của con người, đặc biệt là trẻ em. Cái tác dụng thứ hai đó là ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ em. Vì hệ miễn dịch của trẻ em thì còn non nớt, chưa thể hoàn chỉnh.
và chính cái hệ vi sinh đường ruột có lợi là nó kích thích sự đáp ứng miễn dịch, chống lại bệnh tật, giúp cho trẻ được khỏe mạnh. Những cái tác dụng xa hơn tí thì có thể giúp cho trẻ chống được những cái bệnh về dị ứng, chống về những cái bệnh về các bệnh ác tính, ung thư sau này thì thường gặp. Ngoài ra nó cũng giúp cho trẻ tiêu hóa tốt thức ăn để cung cấp cho cơ thể khỏe mạnh cũng như phát triển theo từng thời kỳ của tuổi trẻ. Thưa bác sĩ, theo như Diễm My được biết thì cái tỷ lệ vàng của hệ vi sinh đường ruột đó là 85% là lợi khuẩn và 15% còn lại là vi khuẩn có hại. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như mà cái tỷ lệ này nó bị mất cân bằng và nguyên nhân dẫn đến cái sự mất cân bằng này là gì ạ? Thì khoa học cũng đã có nghiên cứu và người ta thấy rằng đúng là khoảng 85% vi khuẩn ở cơ thể con người là vi khuẩn có lợi, và hệ vi sinh có lợi nó tồn tại chủ yếu ở phần cuối của đường ruột, đặc biệt là ở đại tràng. Thì khi mà hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng có nghĩa là số lượng hệ vi sinh có hại nó nhiều hơn cái lượng mà vi sinh có lợi, thì có thể dẫn đến rất là nhiều cái bệnh tật quan trọng, đó là chúng ta có thể gặp được ở trong các bệnh, đặc biệt là ở đường tiêu hóa, sau đó là còn đến những cái bệnh lý khác. Nhưng ngược lại, khi chúng ta bị bệnh thì cũng dẫn đến sự mất cân bằng giữa hệ vi sinh có lợi, hệ vi sinh có lợi và hệ vi sinh có hại. Chính vì vậy, luôn luôn bảo đảm sự cân bằng giữa hệ vi sinh có lợi và hệ vi sinh có hại thì cơ thể của trẻ em thì được phát triển một cách hoàn chỉnh. Vâng ạ, và liên quan đến các bệnh về tiêu hóa thì các bệnh mà trẻ thường gặp đó là bệnh gì ạ thưa bác sĩ? Các bệnh về đường tiêu hóa là rất là hay gặp khi mất cân bằng giữa cái hệ vi sinh đường ruột. Các bệnh mà thường gặp thì nó biểu hiện ra những cái dấu hiệu, những triệu chứng bên ngoài mà các bậc phụ huynh có thể nhận biết được khi con em chúng ta bị nôn trớ, bị tiêu chảy, bị đầy hơi, bị khó tiêu hay bị táo bón. Những cái bệnh đó, những cái dấu hiệu, triệu chứng đó nó liên quan rất là nhiều cái bệnh, đặc biệt là bệnh đường ruột, chẳng hạn như viêm ruột, viêm dạ dày ruột cấp, táo bón hay là những cái bệnh lý khác mà có thể các thầy thuốc sẽ tư vấn cho các bậc phụ huynh biết hơn. Khi trẻ nhỏ có biểu hiện biếng ăn, tiêu hóa kém, tiêu chảy, điều đầu tiên mà cha mẹ nghĩ tới là mua men tiêu hóa cho con uống mà không hiểu rõ cơ chế tác dụng của loại thuốc được gọi chung với cái tên men tiêu hóa này. Chưa kể, việc dùng thuốc không đúng chỉ định còn gây cho trẻ những hậu quả rất xấu cho cơ quan tiêu hóa và quá trình tăng trưởng. Thực chất, các chế phẩm này được chia thành hai loại là men tiêu hóa và men vi sinh, có công dụng, đối tượng sử dụng khác nhau. Men tiêu hóa là các loại men do chính các tuyến trong cơ thể tiết ra có tác dụng để tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Men vi sinh, còn gọi là probiotic, là chế phẩm vi sinh chứa các loại vi khuẩn có lợi được đưa vào ruột để bù đắp, lập lại sự cân bằng vi khuẩn đường ruột. Men vi sinh được chỉ định cho các trường hợp loãng khuẩn ruột như đi ngoài phân sống, tiêu chảy, khó tiêu, trưởng bụng, rối loạn tiêu hóa. Việc bổ sung các men vi sinh nhằm nâng cao sức đề kháng và tăng cường chức năng cho đường ruột. Ở ngoài thị trường, men tiêu hóa và men vi sinh rất đa dạng. Thưa bác sĩ, chúng ta vẫn thường nghe nói rằng là nên bổ sung men vi sinh nếu như mà hệ vi sinh đường ruột không ổn định. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người vẫn chưa phân biệt được giữa men tiêu hóa và men vi sinh. Bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn về hai loại men này ạ? Đúng là hiện nay rất nhiều bậc phụ huynh là chưa hiểu hết mà cũng chưa hiểu rõ bản chất thế nào là men vi sinh và thế nào mà men tiêu hóa. Và chúng ta cứ gọi chung tất cả các thực phẩm chức năng cũng như các loại thuốc ở trên thị trường hiện nay có, cũng như là do bác sĩ kê toa, đó là men tiêu hóa. Nhưng men tiêu hóa thực chất đó là các enzyme đường ruột để mà tiêu hóa các thức ăn cho cơ thể. Men tiêu hóa hay gọi là enzyme đường ruột thì có cái tác dụng chính đó là xúc tác cho những phản ứng sinh học của cơ thể để tiêu hóa hoặc là phân hủy hoặc là tạo ra một cái phản ứng sinh học, tạo ra một cái chất khác để cơ thể có thể tiếp thu, hấp thụ.
Enzyme đường ruột thì có thể chia làm hai loại. Một loại gọi là enzyme do các cơ thể tiết ra, đó là các cơ quan của đường tiêu hóa, giống như là dạ dày, hay tùy, hay mật, hay đường ruột. Các loại men đó chính thức là gọi là men tiêu hóa, tức là enzyme đường ruột. Enzyme đường ruột thì có tác dụng tiêu hóa, phân hủy đạm, mỡ, đường. Đó chính là cái công năng chính của các loại men tiêu hóa, hay là còn gọi là enzyme đường ruột. Còn thực chất cái men mà chúng ta hay gặp trên thị trường cũng như các thực phẩm chức năng mà chúng ta đã biết, đó là các bột probiotic. Probiotic có nghĩa là men vi khuẩn sống, bản chất là vi sinh vật sống có lợi cho cơ thể, đó gọi là probiotic hay là men vi sinh. Còn enzyme đường ruột hay men tiêu hóa, bản chất của nó hoàn toàn là protein trong cơ thể tiết ra để tiêu hóa thức ăn. Hai cái đó là khác nhau rất cơ bản. Chính vì vậy mà cần phân biệt rõ hai loại men này để chúng ta có thể chỉ định đúng, cũng như cách sử dụng, cũng như là cho trẻ em khi thích hợp mới được dùng. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy rằng là tác dụng của hai cái loại men này nó hoàn toàn khác nhau. Và hiện nay thì chúng ta thấy có rất là nhiều thức uống được bổ sung men vi sinh nhưng mà lại không có chỉ định và liều lượng cụ thể, và nhiều sản phẩm được quảng cáo là bổ sung cả hàng tỷ lợi khuẩn. Vậy thì những thức uống này nó có tác dụng như thế nào đối với cơ thể, và nếu như mà sử dụng thường xuyên thì nó có gây ra những tác hại hay không ạ, thưa bác sĩ? Thực ra trên thị trường hiện nay có rất là nhiều thức uống người ta quảng cáo là bổ sung men vi sinh đường ruột có lợi. Trong đó có tới 2 tỷ, 3 tỷ vi sinh vật có lợi cho cơ thể. Thì tất cả những sản phẩm mà quảng cáo trên thị trường, người ta gọi là thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung, thì muốn hiểu rõ là thực phẩm bổ sung đó có tốt hay không thì chúng ta phải biết được rằng, như tôi đã nói lúc đầu, đó là phải có thường xuyên là thường là có 3 cái chủng vi khuẩn sống tốt mà có ích cho hệ tiêu hóa. Thì các cái thực phẩm chức năng bổ sung thì thường là có 1 trong 3 cái chủng vi khuẩn đó, hoặc là có cái sản phẩm thì cũng có được 2 chủng hoặc là 3 chủng. Nhưng mà điều quan trọng là muốn cái chủng vi khuẩn có lợi mà tác dụng tốt lên đường tiêu hóa thì nó phải tồn tại cho đến đại tràng. Vì lúc đầu tôi đã nói rồi, tức là vi sinh vật có lợi là tồn tại chủ yếu ở đại tràng, nó làm cái công đoạn cuối cùng, đó là tiêu hóa thức ăn sau khi các cơ quan của cơ thể đã tiêu hóa một phần ở phía trên. Chính vì vậy, muốn cho cái hệ vi sinh đường ruột tốt thì cái hệ vi sinh đường ruột được cung cấp qua thực phẩm chức năng phải tồn tại qua các cái cơ quan trong cơ thể, chẳng hạn như là vượt qua dạ dày, trong đó có cái hàng rào của axit ở dạ dày, thì nó có thể gây tiêu diệt bớt cái vi sinh vật sống. Do đó cái số lượng đủ để cho vi sinh vật có lợi tồn tại cho đến đại tràng thì số lượng đó phải là thích hợp, và cách dùng, cách uống cũng phải thích hợp thì nó mới tồn tại cho đến đại tràng. Hơn nữa, tất cả các men vi sinh vật đường ruột thì đó là cung cấp cái vi khuẩn chí, tức là vi khuẩn sống, cho nên là mặc dù là vi khuẩn có lợi nhưng cũng thể nào là chúng ta sử dụng một cách bừa bãi cũng như là thường xuyên hàng ngày. Bởi vì một điều, trong các thực phẩm cung cấp hàng ngày thì chúng ta đã được cung cấp một lượng vi sinh vật sống có lợi cho hệ tiêu hóa. Tôi ví dụ như là sữa chua thì một ngày chúng ta có thể, trẻ em có thể dùng khoảng 100ml là đã cung cấp hơn 1 tỷ vi sinh vật có lợi cho cơ thể rồi. Và điều đó đã rất là đầy đủ và tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nếu chúng ta muốn bổ sung thì chúng ta phải lựa chọn những cái nhà cung cấp vi sinh vật sống có lợi, có thương hiệu, và nó có thể bào chế những cái dạng nào mà tồn tại được tới đại tràng với một số lượng rất lớn thì mình có thể có tác dụng hữu ích. Còn ngoài ra tôi muốn nói thêm, đó là chúng ta dùng cái men tiêu hóa thì đó thực chất là các enzyme để tiêu hóa thức ăn, thì cũng giống như là men vi sinh thì chúng ta cũng không thể dùng dài ngày vì nó có thể thay thế được hoàn toàn cái chức năng tiết ra enzyme của cơ thể, đó là chất xúc tác để tiêu hóa đạm, mỡ, đường. Nếu chúng ta dùng quá liều hay dùng quá lâu thì cơ thể chúng ta cũng không thể
tiết ra các loại enzyme đó được. Chính vì vậy, tất cả những cái loại men vi sinh cũng như men tiêu hóa thì chúng ta phải có dùng có liều lượng và có sự tư vấn của người thầy thuốc chuyên khoa. Vâng, thưa bác sĩ, là hiện nay thì môi trường sống, thói quen ăn uống cũng như là việc mà sử dụng nhiều kháng sinh đã khiến cho nhiều trẻ rất là dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Bác sĩ có những lời khuyên nào đối với các bậc phụ huynh để có thể đảm bảo một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh cho trẻ? Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh trước hết đó là hệ vi sinh phải cân bằng giữa vi sinh, giữa hệ vi sinh có lợi và hệ vi sinh có hại. Chính sự mất cân bằng do rất nhiều nguyên nhân sẽ dẫn đến bệnh tật cũng như là sự yếu kém của hệ tiêu hóa cũng như là sự yếu kém của hệ miễn dịch của trẻ. Do đó, các bậc phụ huynh cũng không nên quá lo lắng, phải cần phải bổ sung nhiều cái men vi sinh hay là các enzyme đường ruột, bởi vì cơ thể trẻ hàng ngày bình thường nếu được cung cấp chất dinh dưỡng một cách đầy đủ, cân đối hợp lý thì đã đầy đủ tất cả cái hệ vi sinh đường ruột cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra, khi trẻ bị bệnh đường tiêu hóa hay là trẻ có thể dùng kháng sinh đường uống kéo dài cũng gây rối loạn, mất cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột. Chính những lúc đó thì mới cần bổ sung cái hệ vi sinh đường ruột. Còn khi trẻ có những dấu hiệu về vấn đề tiêu hóa thức ăn như đầy hơi, chậm tiêu, chậm lớn thì chúng ta có thể cung cấp có mức độ hợp lý các loại enzyme đường ruột, tức là men tiêu hóa để tiêu hóa hấp thụ đạm, mỡ, đường cũng như các loại vitamin, khoáng chất để cung cấp cho cơ thể. Còn lại các bậc phụ huynh cũng không nên phải tự ý mình cho trẻ uống các loại thực phẩm chức năng mà có hệ vi sinh đường ruột. Mặc dù tôi cũng được biết là tất cả các loại vi sinh đường ruột được bổ sung trong thực phẩm chức năng nó cũng không đến nỗi là có ảnh hưởng xấu, nhưng mà để mà chứng minh được đó là các men có lợi cung cấp cho cơ thể thì cũng rất là khó để chúng ta có thể biết được. Do vậy, sự tư vấn của thầy thuốc là rất là cần thiết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thái Hưng với những thông tin rất là bổ ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói ban đầu thì hệ vi sinh đường ruột đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn cũng như là đảm bảo sức khỏe cho cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải nắm những cái kiến thức cần thiết và có sự lựa chọn sử dụng phù hợp để đảm bảo một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh cho mọi người. Và đến đây, chuyên mục Sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.